Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về một cái giống, một cái loại hoa cây cảnh nha. Cây rất là đẹp, có thể trồng làm bonsai cũng được ha, hoặc là làm vàng che bóng mát, vừa tạo bóng mát vừa có hoa đẹp để ngắm ha. Thì cái loại này giống như là hoa tử đằng vậy đó các bạn, hoa tử đằng của Nhật Bản. Nó khi mà ra hoa thì nó sẽ thành chùm sổ dài xuống như thế này ha. Và đặc biệt là hoa này thì nó ưu điểm hơn hoa tử đằng là nó ra hoa quanh năm ha. Khi mà chúng ta trồng cây nó phát triển khoảng được từ một năm á là cây nó ra hoa liên tục luôn ha, ra hoa một năm. Còn hoa tử đằng thì nó có mùa ha các bạn, hoa tử đằng nó có mùa. Hoa đặc biệt là hoa này nó nở và rất là lâu ha, thời gian của nó tàn rất là lâu. Khi mà hoa nó tàn nó còn lại một cái đài hoa như thế này, cái này là gọi là cái đài hoa ha. Cái cuốn thì nó cũng kéo dài khoảng hơn một tháng nha. Thì từ lúc mà ra hoa nhú hoa cho tới tàn như thế này là nó khoảng tháng ngoài nha các bạn. Do đó trên cây lúc nào cũng có bông hết á. Đợt hoa này chưa hết là có đợt hoa kế nó nối tiếp nhau ha. Đây là những cái thân mà nó sẽ cho hoa nè. Nó sẽ có một cái thân dây, nó đi dạng dây nè. Và theo cái nách lá nó sẽ nhú mầm ha. Theo những cái nách lá này nè, nó sẽ nhú mầm lên thì nó sẽ cho hoa. Do đó chúng ta muốn để hoa nhiều hoa sai thì chúng ta đừng hạn chế cắt ha. Hạn chế cắt những cái cành bò như thế này. Thì những cái cành bò như thế này chúng ta chỉ cần bấm nhẹ cũng được, còn không thì đừng có cắt sát quá các bạn. Bởi vì trên những cái nách lá đó nó sẽ nhú hoa ra đó. Đó, những cái nách lá này nè, nó sẽ nhú hoa ra ha. Nếu chúng ta muốn bấm không có cho bò dài thì chúng ta chỉ cần bấm nhẹ cái đọt nó thôi ha. Bấm nhẹ cái đọt là được. Đây mình trồng theo cái lối ha. Cái này mới trồng nè, mới trồng bổ sung trồng dặm nè. Mà nó cũng có bông rồi nè các bạn, nhưng mà ít ha. Cây này mình cũng mới trồng. Cây này trồng được 6 tháng nè các bạn. Cây nhanh lớn, đặc điểm của cây là nó sống tốt, sống khỏe ha. Hoặc bỏ hạn cũng sống. Mà nước tưới nhiều nó vẫn phát triển bình thường. Nói chung là cây dễ trồng, nước cũng được mà bỏ khô hạn cũng được ha. Chứ không có phải như những loại hoa khác ha. Và đặc điểm là không cần phải xịt thuốc gì ha. Đối với những người mà lười chăm sóc đó là trồng là ok luôn ha, cho hoa đẹp và không sâu bệnh ha. Và nó rất là xuyên hoa ha, cho hoa thường xuyên, ra hoa liên tục nha. Đó, cánh hoa đài hoa rất là dài và đẹp nè. Đây để mình đo thử cái bông này cho các bạn thấy ha. Một gan, hai gan, hai gan giữ ha. Thì cái này là khoảng 5 tấc nha các bạn. Đó, cái hoa này gần 5 tấc nha. Rất là dài và đẹp ha. Giống như là hoa tử đằng, màu sắc bắt mắt, một cái màu xanh tím ha. Hiện tại mình đang có cung cấp cây giống nha. Các bạn nào cần giống thì tranh thủ gọi số trên màn hình ha, hoặc vào Zalo. Mình sẽ gửi hình và báo giá, tùy số lượng cũng như là tùy thời điểm giá nó sẽ khác nhau. Do đó mình không có nói giá trên này. Nói chung là giá nó sẽ khác ở từng thời điểm ha. Thời điểm hút hàng thì giá nó sẽ khác, và thời điểm mà bình thì giá nó sẽ khác, chứ không có một giá nhất thiết ngoài ha. Và tùy theo cái số lượng cây giống cũng như là cái kích cỡ cây giống mà cái giá nó sẽ khác nhau. Và đơn lẻ, đơn sỉ nó cũng khác nhau ha. Thì giá cây giống vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn ha. Mình nói giá chung chung luôn ha. Các bạn muốn biết giá cụ thể và cây giống cỡ nào thì vào Zalo mình sẽ gửi hình và báo giá, hoặc gọi trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình. Cây giống lúc nào cũng có nha các bạn. Cây nhỏ, cây lớn gì cũng có ha. Ở đây là mình làm cái dạng leo nè. Đó, căng dây cho nó leo ha. Leo để tạo cái bóng mát. Vừa tạo bóng mát vừa tạo cảnh đẹp ha. Còn các bạn nào không muốn thì lúc mới trồng chúng ta tỉa là một thân hoặc hai thân cho nó đi thẳng lên ha. Và chúng ta đóng cọc, chúng ta cột vào thì nó sẽ giữ đứng thân đó ha. Và nó sẽ phát triển lên một cái thân to. Và mình tạo cái dáng cây ha, dáng bonsai.
Đó, cây mai xanh thái này tạo dáng bonsai cũng rất là đẹp, có nhiều nghệ nhân đã tạo dáng bonsai rồi ha, có dáng bonsai rồi, các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm ha, có những cái dáng rất là đẹp. Khi mà cây trồng khoảng được năm mấy hai năm là cái thân nó cứng cáp lắm, nó như là một cái cây gỗ cổ thụ vậy đó, nó to. Khi mà chúng ta tỉa chừa là một thân thì nó sẽ phát triển một thân rất là to khỏe ha, cây nhanh lớn. Hình thức cây giống là mình chiết cành các bạn, chiết cành. Các bạn nào có muốn lấy củ tỏi cũng được, còn không thì vào chậu vào bầu rồi á, mình đã dưỡng thuần rồi, các bạn về trồng khoảng một vài tháng là sẽ có hoa ha. Muốn hoa sai đẹp quanh năm thì cây phải từ 8 tháng tới 1 năm tuổi thì nó sẽ đẹp và sai hoa quanh năm, cây lúc nào cũng có hoa hết nè. Đó, những cái bụi này trồng khoảng 6 tháng 7 tháng nè. Đó, bây giờ là cho hoa liên tục luôn ha. Đây tới Tết là sẽ rất là nhiều hoa, mình sẽ cập nhật lại cho các bạn xem thường xuyên về cái mai xanh thái ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip, mạnh tay chia sẻ giùm mình nha các bạn. Nhớ nhấn nút like. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại nha.